Xin chào tất cả bạn đến với kênh Anh Tư Khải TV. Ủa mà cha ơi, nay cha định quay clip gì vậy cha? Thì ngày hôm nay cha định quay một clip ấy, chưa có một youtuber nào làm hết đó con. What? Ủa gì cha làm clip ăn trộm á cha? Vậy không à, nói chung ăn trộm là cái nghề phi pháp, ai mà làm được con. Hay vậy cha làm clip gì mà chưa youtuber nào làm dưới cha? Cha nói nghe thử coi. Hôm nay nói chung cha sẽ làm một cái clip câu cá, nhưng mà cha câu cá bằng cái sản phẩm rất là độc lạ đó con. Sản phẩm gì cha giới thiệu cho nghe thứ nha. Đây thì bây giờ mình sẽ review cho bạn xem sản phẩm câu cá của mình đây đây. Đó, các bạn thấy không? Sản phẩm câu cá rất là độc lạ đó, thấy chưa? Wow. Ủa cha lấy cái này đâu ra vậy? Thì nói chung với cái máy trộn hồ này thì mình tạm mượn cái máy của trộn hồ của cái anh của mình đó, bạn này làm nghề xây dựng cho nên anh của mình nhường cho mình làm một bữa, mình làm clip mình mượn đỡ nha các bạn. Đó. Các bạn thấy không? Cái máy đồng hồ này tuy rất là cũ kỹ nhưng nó còn xài rất là tốt nha. Đó, còn quay chở rất là tốt nè, đó, thấy không? Đó, thì cái máy trộng hồ này mình kết nối với cây cần câu nè các bạn. Đó. Đây. Các bạn thấy không? Cây cần câu mình nè, khi mình móc cái lưỡi câu mình cho nhỏ vào đây đó thì cái lưỡi câu nó sẽ vào đây. Cái con nhỏ nó sẽ vào đây. Đó, thì nó sẽ xuống cái đồng lọc này, khi cái máy này nó quay nó trộn hồ quá các bạn. Đó, nó quay nó trộn hồ thì nó sẽ quấn cái nhỏ vô. Wow. Và khi con cá ăn nó sẽ giật lên, con cá sẽ xảy. Không phải, con cá sẽ dính lên nè. Yeah. Bạn thấy không? Thì bây giờ trước tiên câu cá thì mình sẽ ghim điện, mình test thử cho bạn xem. Đó. Thì bây giờ cha sẽ ghim điện vô đây. Đó, bây giờ mình sẽ ghim điện vô nha bạn. Đó. Mình chỉ cần bật công tắc này lên. Đó. Đó, bạn thấy không? Đó, bạn thấy không? Cái đục nó sẽ quay nha. Đó, nó sẽ quay. Và cổng nhận nó sẽ từ đây nó rút xuống. Khi con cá ăn thì cái máy nó sẽ quấn lại. Đó, bạn thấy không? Trộn hồ đây nè, nó vừa trộn hồ được mà nó vừa kéo cá lên cho bạn xem luôn. Rồi bây giờ mình sẽ rút điện ra để mình móc cái lưỡi câu vô. Trời, cha nói câu cá bằng cái máy trộn hồ, cha phải trộn hồ cho fan xem chứ, chứ câu cá không gì đâu có hay đâu cha. Con nói rất là chính xác. Thì đây cha đã chuẩn bị nè, xi măng nè, cát nè, đá nè và nước đó, các bạn thấy không? Mà khi con cá mà con nói con cá nó ăn thì cha sẽ đổ cát đá vô và cha sẽ mở máy lên. Đó, thì khi cái máy nó trộn hồ lên thì con cá nó kéo lên nó, bạn thấy không? Rồi khi mà con cá nó kéo lên để mình coi cái hồ trong đây nó có đều không nha các bạn. Mà khi con cá nó kéo nhanh quá, cái máy này nó kéo nhanh quá thì sợ hồ nó không đều thì chúng ta cũng thử trải nghiệm thử nha. Khi mình trộn hồ thử các bạn, nó vừa cái hồ nó chín nó đều không? Để mình coi thử khi nó chín con cá cái hồ nó đều không nha các bạn. Đó. Bây giờ mình sẽ luồn cái dây nào vô. Cái dây này mình sẽ kết nối xuống cái trục quay này nha các bạn. Đó. Đó, như vậy là đã xong. Bây giờ mình sẽ ghim điện vô. Mình bật máy cho bạn xem con coi là nghe. Dạ. Chẳng hạn như đây là con cá đang ăn đi. Đó. Cha sẽ ghim điện vô. Đó, bây giờ mình sẽ bật cái máy lên cho bạn xem nè. Cái dây nó sẽ quấn vô. Đó, bạn thấy dây quấn vô không? Kéo quá, bạn thấy không? Bạn thấy không? Đó. Đó. Như vậy là một sản phẩm rất là độc lạ. Bây giờ mình sẽ gắn cái lưỡi câu vô. Đó, cái cục phao thì mình chơi cái cục phao tổ bố luôn. Tại vì cái đìa của cha con mình nói chung là đa số những em cá khủng. Mà hồi trước cha con mình đã làm sảy những con cá khủng rồi. Đúng rồi. Bây giờ cho quyết tâm cho tạo cái máy này để cho bắt con cá khủng lên cho các bạn xem luôn. Dạ. Hy vọng là lần này nó sẽ dính em cá khủng lên đó hả? Đúng rồi. Mà nó không sảy nữa đó hả? Bữa sảy hơi bị cay luôn đó cha. Đúng rồi. Những lần trước thì nói chung cha con mình vừa kéo mặt nước là con cá đã sảy rồi. Thì những lần đó đa số là cha con mình ăn muối không. Không có gì để ăn cơm hết. Hôm nay cha quyết định bắt em cá lên để chiên xù cha con mình ăn cơm luôn. Đúng rồi. Rồi xong, như vậy mình đã kết nối với cục phao tổ bố này rồi, bây giờ mình sẽ đi câu thôi. Ủa mà cha, nay cha sử dụng mồi gì vậy cha? Thì nói chung á, bữa cha sử dụng mồi chuối thì đa số cha thấy con ăn hết rồi. Con cá nó chưa kịp ăn mà con ăn hết chuối rồi, hôm nay cha đổi mồi. Cái mồi này nói chung là cha con mình ăn không được. Cái mồi này cha lấy thức ăn pha với cơm. À, thức ăn pha với cơm. Đó. Nghe nói cái mồi này thì những em cá tra, những em cá trê thì cũng rất là ưa chuộng nha. Đúng rồi. Đặc biệt là những em cá dồ. Thì mình hy vọng hôm nay mình sẽ dính một em cá dồ nào đó để mình kết, mình kéo thử lên cho bạn xem luôn. Wow. Đó. Bây giờ cho chơi cục mồi tổ bố luôn. Hy vọng là cục mồi đầu tiên là nó sẽ dính để các bạn không chờ lâu. Đó, thì bây giờ con sẽ cầm cục mồi mà đi thiệt là xa để thải đi nha. Ok, để con. Chứ nếu mà gần á thì cái máy trộn hồ nó chưa có chín hồ thì nó đã đến đây rồi. Con kéo đi đi. Dạ. Nói chung là cái máy này nó có cái tua này, có nó một cái tua vô ở bạn ơi. Nếu mà ra thì mình sẽ xay nha, xay tay cũng được nha đó. Bây giờ mình sẽ xay tay trở lại cho bằng hũ kéo đi. Bỏ con kéo đi bằng hũ ơi. Dạ.
Bây giờ mình sẽ lấy cái này mình xay đi nè các bạn. Cho bằng hũ kéo đi thiệt là xa luôn. Chà chả sao quay ra sẽ lại lâu như vậy ta. Còn mà khi quay vô thì nó rất là nhanh luôn. Dạ. Rồi hết dây rồi. Hết dây luôn hả nha? Đúng rồi. À chỗ này đúng cái điểm mà bữa con cá lớn nè. Giờ mình sẽ thả dây chỗ này nha. Con quăng đi nha. Rồi con quăng xuống đi. Một, hai, ba. Ui, hay quá, giữa mương luôn rồi. Bây giờ con sẽ chờ lại. Mong sẽ giúp em cá khủng bây giờ chiên xù ăn. Giờ mình sẽ nấp cho em cá đừng thấy nha các bạn. Bây giờ mình sẽ chờ đợi. Khi mà bằng hữu nói con cá nó ăn rồi thì mình sẽ ghim điện. Mình sẽ bật con dao lên và mình sẽ trổ hồ cho bạn xem luôn. Đó, đó, cá hụt bạn ơi. Cá hụt ở đây nè con ơi, có ăn không bạn? Dạ chứ ăn chơi. Coi chừng cá ăn là báo cho liền nha. Dạ. Bây giờ trong thời gian chờ đợi thì mình sẽ cho nước vào cái máy sẵn à. Theo mình nghĩ là với cái tổng lượng xi măng cát đá là mình sẽ cho 2 thùng nước luôn. À, mình đã cho 2 thùng nước vào rồi. Khi mà em cá ăn mình sẽ đổ những xi măng và cát đá vào. Sao con cá nó ăn không con? Dạ chưa ăn nữa cha ơi. Ủa cha cha. Gì con? Cá đâu gì vậy cha? Ở thôi để cho mặn. Ơi gì mà em thử cha. Ê cha. Ủa bây giờ mình chưa trộn hồ kịp nữa. Có ăn không con? Để cho mình ra trộn hồ nha. Đúng rồi cha ơi. Ờ cha thấy em ru mà lôi gì con thấy có ăn gì đâu. Ủa? Cha chả chẳng lẽ nó xảy rồi ta. Im luôn rồi. Nó im luôn rồi con ơi. Ây cha chắc hết mồi đi gì rồi con ơi. Còn mồi không nữa à? Chắc nó hết mồi cha. Đây bây giờ mình sẽ thử kéo lên coi còn mồi nha các bạn. Dạ. Kéo lên nha. Bây giờ mình sẽ bật cầu dao mình kéo thử nha. Coi thử nó còn mồi không nha. Mồi được con trai ơi, rõ ràng luôn, trời ơi. Bỏ tắt con. Cũng may là chưa đổ đá xi măng vô, mai hôm là nó trộn hồ rồi mà cá không dính thì quê lắm. Đúng rồi. Ê, mà công nhận nhìn con cá nó chạy mắc cười thì cha. Nó chạy quá là đỉnh luôn bạn ơi, chạy tốc độ quá là nhanh luôn. Đúng rồi. Bây giờ cha kinh nghiệm hơn lần trước, cha sẽ chơi cục mồi cho nó cứng cứng một chút để nó không có dễ ruột nha. Đúng rồi. Cha nghĩ cục mồi này sẽ dính thôi con ơi. Con thấy con cá chưa kịp ăn nó rớt mất tiêu cục mồi. Đúng rồi. Đó thì bây giờ con sẽ lôi lại cái vị trí cũ nãy con thả lại nha. Dạ dạ dạ. Cục mồi cha bảo đảm với con là dính liền đó. Nếu không dính thì cha sẽ đi chợ cho mua cá về ăn. Giận đi tôi. Dạ. Cha chả. Mỗi lần mà không dính cá thì mình đã ngán rồi. Quay cái dây này nó khá là lâu luôn. Trời ơi nó vô đây nó quấn tùm lum tè lé học me hết trơn à. Ai cha 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 cha. Các bạn ơi vô này không có tua ra. Mỗi lần cha mình kéo hả, thả mồi là muốn buồn ngủ luôn á các bạn. A few moments later. Rồi, thắt dây rồi con ơi. Đúng rồi. Cha giờ con sẽ thả dây cho. Rồi thả đi. Mong lần này sẽ dính em cá chứ nãy giờ quê quá. Một, hai. Đó, giữa eo luôn chứ. Rồi bây giờ tiếp tục nấp cá thôi. Rồi ra không mình sẽ bóp cục mồi cho nó thiệt dẻo luôn. Để nó không có thể mà vuột ra trong nước được. Sao những em cá ở đây nay đi mất tiêu hết trơn rồi ta. Ủa sao con ơi đẳng canh con về đây chi bằng hủ. Trời ơi cha ơi, ở đẳng núm nấp cỏ quẹt ngứa quá. Với lại con phao bự chờ bá lửa. Cá nghịch ngay đó mình đây mình cũng thấy được rồi nha. À đúng rồi, đây đó thì khách đâu có xa đâu, mình nhìn cũng thấy mà. Dạ. Đúng là con thông minh thiệt. Hai cha ơi, giờ cha đổ hồ cát đồ vô sẵn đi chứ mà hồi cá ăn cha đổ cá họ vụt mất tiêu không có kịp thời gian đó cha. À ý con nói khi con cá ăn á mình đổ hồ cho mình trộn thì con cá nó kéo lên thì cái hồ nó không đều phải không? Dạ đúng rồi. Trời ơi sao mình không nghĩ ra ta, đúng là con trai của mình quá là thông minh luôn. Đúng rồi. Thì bây giờ mình trong thời gian chờ đợi con cá nó ăn á thì mình sẽ đổ xi măng nè cát và đá vào mình chờ sẵn đó. Khi em cá nào nó ăn đó mình chỉ việc mình mở máy là cái nó máy nó quay vô bạn ơi. Đúng rồi. Thì như vậy mình sẽ tiết kiệm được cái thời gian nha. Đó. Bây giờ mình sẽ đổ. Trước tiên mình sẽ đổ đá vô đi. Chà chả không biết sáng mình chưa ăn sáng mình có nơi nổi thùng đá này không nữa.
trọng lượng nó khá là nặng quá hả? Trời ơi nặng chứ. Trời ơi. Quá là nặng luôn bạn ơi. Ê cha. Bây giờ mình sẽ đổ nó vô. Ồ. Nói chung là lắng nghề xây dựng rất là nặng nề nha các bạn. Đó. Rồi tiếp tục là cát. Cát đó, bây giờ mình sẽ đưa cái thùng cát này vô. Ây, ây, cha. Trời ơi. Hy vọng là sẽ dính em cá để không uổng công của mình trộn hồ đó hả? Đúng rồi. Đó. Cái khâu cuối cùng đó là mình sẽ đổ cho xi măng vào. Nước thì nãy mình đã đổ nước rồi kìa. Giờ mình sẽ cho xi măng vô. Đó, mình sẽ chế hết xi măng này vô luôn. Mình chọn cho nó già. Nó thiệt là già luôn. Đó. Rồi, được rồi cha. Đó. Con từ từ nha. Đó. Thì bây giờ á, cha sẽ cho thêm miếng nước, cha thấy nước thì ít con ơi. Cha cho thêm miếng nước nữa. Cho nửa thùng nước đi. Như vậy cha phải tỷ lệ là 2,5 thùng nước nha. Ok. Một thùng đá, một thùng cát, một thùng xi măng. Đó. Bây giờ mình chỉ việc chờ đợi thôi, mình thử nghiêng chút đi. Đó. Trời ơi, con canh cá còn đứng đây chứ, cái chuyện này của cha làm mà. Đó, con ngồi canh đi. Trời ơi, có vùng mồi nãy giờ chứ dò hoài. Trong thời gian chờ đợi mình làm gì con? Con canh cá nghe, khi cá nó dính chọc ba ở cha nha. Dạ. Ủa cha ơi cha. Gì hả? Hình như cá dính gì nè cha. Dính rồi cha ơi. Không mở máy cho bạn ơi. Trời ơi cá hủng bây giờ bạn ơi. Ê dính rồi bạn ơi. Ủa dính rồi. Ô lần này nó sẽ không thoát khỏi tay cha con mình đâu. Ôi cá nặng lắm ha cha. Trời ơi, chà bá nữa luôn. Trời ơi. Trời ơi, em cá khổng lồ bạn ơi. Yeah. Lấy cái thùng. Mở lại cái thùng bỏ vô. Cái thùng này nè. Trời ơi, chà bá lửa luôn bạn ơi. Trời ơi, yeah. Ồ, nó dính bạn ơi, nó dính mép nè. Ồ, nó dính rồi, nó dính đây bạn ơi. May quá mà. Chà bá lửa luôn bạn ơi. Thôi, mất vô, mất vô. Yeah, như vậy là em cá khủng rồi. Yeah, trời ơi. Bạn coi nè, em cá khổng lồ luôn bạn ơi. Bắp đùi luôn á cha. Trời ơi. Coi chừng em cá này trước cha con mình xảy nó đó. Trời ơi. Đúng rồi, chừng vậy đó. Nhưng mà mình sẽ kiểm chứng một điều, xi măng có đều không? Hả? Ồ, đều luôn rồi con trai ơi. Đúng rồi. Xi măng đã đều luôn rồi bạn ơi, bạn coi nè. Trời ơi không ngờ xi măng đã đều luôn bạn ơi, đó thấy không? Một công hai chuyện, một công hai chuyện. Cái máy này nói chung á nó vừa câu cá đã vừa trộn hồ đúng luôn rồi. Đó. Nó có tác dụng là 2 trong 1 luôn bạn ơi, quá đúng là hay rồi. Luôn. Bỏ con nhỏ nữa quấn vô đó bạn coi nè. Nó quấn quá là đỉnh luôn, nó quấn tròn quay luôn nè bạn ơi. Đúng rồi. Hay quá. Ôi con cá này nó lo cha tưởng nó vuột không ăn rồi. Hôm nay quá là thành công luôn, ngày thành công, đại thành công của cha con mình luôn. Mai quá con này không vuột nữa. Hay da nó mệt đó bạn ơi. Trời ơi, nói chung là cái máy này cha con mình chế á, thì mình tưởng đâu mà con cá không đạt ai về mà nó đạt hơn mình tưởng tượng nha các bạn. Quá là thành công luôn. Cha cái máy này kiểu như là mình, trong khi mình xây nhà phải không? Mình vừa câu cá mình vừa xây nhà luôn. Đúng rồi, thì bây giờ cái hồ này á, cha sẽ đem vô nhà, cha sẽ cán nền xi măng nha. Đúng rồi. Đó, còn con cá này á, thì bây giờ con sẽ đem vô nhà, con kêu mẹ con đi mua đồ gì nấu chua đi cho con mình ăn cơm. Rồi. Đó thì cái clip hôm nay thì mình đã thành công hơn sự mong đợi nha các bạn. Thì mình làm ra những clip độc lạ nè, mình hy vọng các bạn sẽ có những cái giây phút thư giãn sau những giờ học căng thẳng nha các bạn. Đó thì nếu các bạn nào thích video này hãy để lại cho mình một like, một đăng ký, một chia sẻ để ủng hộ kênh Anh Tư Khải TV nha các bạn. Mình sẽ làm những cái câu độc lạ nữa các bạn xem. Bây giờ tình hẹn các bạn ở những clip tiếp theo nữa nha. Bye bye, tạm biệt các bạn. Bye bye.